Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai trở lại Walmart để mua phân protein meat của hãng Esper sale với giá là $3 một bao các bạn. Thì một bao này là 2 cubic mà chỉ có $3, quá chừng rẻ luôn các bạn. Thì khi mà Quỳnh Mai ra mua thì ở Walmart chỉ còn có 25 bao, thì mình mua 10 bao, rồi cái người kế bên mua 10 bao thì còn có 5 bao hiện tại ở Walmart nơi mình ở nha. Đắt như là tôm tươi, tất cả các loại phân bao thì Walmart đã bán hết rồi, chỉ còn lại 5 bao protein meat này thôi các bạn. Thì mình đã từng chia sẻ với các bạn là protein meat này của hãng Esper đó, nó cũng tốt, 70 với protein meat của hãng Miracle nha các bạn. Thì hôm nay là lần cuối cùng và chấm dứt rồi các bạn, ở trong garden của Walmart không còn một bao nào hết các bạn, nghĩa là bán sạch sẽ luôn. Hôm qua thì còn lại những cái loại như là garden soy cũng của hãng này mà bán có $1, nên người ta mua hết rất là nhanh trong ngày đó luôn. Còn hôm nay cái bao này nè, hôm qua còn tới một ba lít rưỡi mà hôm nay thì là chấm dứt luôn các bạn, chỉ còn có 5 bao. Thì mình nghĩ là chỉ chừng vài tiếng sau thì người ta sẽ mua luôn 5 bao đó các bạn. Thì hôm nay Quỳnh Mai mua được thêm 10 bao protein meat của hãng Esler với giá $3, rất là rẻ luôn. Thì sẵn tiện đây Quỳnh Mai post lên để cho các bạn nào cần phân bao phân đất thì chạy ra Walmart gần nhà mình xem coi có clearance sale hay không. Nhưng mà mình nghĩ người ta cũng hối hả clearance các bạn, tại lấy chỗ để những cái những gì cần thiết bán ở trong mùa Christmas này nè, người ta đã đem cây thông giả về rồi các bạn. Nên mình nghĩ là đi để xem cơ còn hay không nha các bạn, rất là rẻ luôn. Bây giờ Quỳnh Mai xin chia sẻ thêm với các bạn là sẵn mua cái phân đất protein meat này với giá $3, rất là rẻ, thì sẵn đây Quỳnh Mai sẽ đem đắp vào những cái gốc cây mà mình trồng chuẩn bị mùa đông các bạn. Thì bây giờ là mùa thu, trời ở ngoài trời cũng hơi se lạnh, khi ban đêm các bạn còn có 60+ độ F. Thì bây giờ mình chuẩn bị cho cây cối ở ngoài vườn trước, rồi kế tiếp là cây cối đem vô nhà. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ bỏ phân đất vào trong gốc của nó và bỏ phân tăng chậm để chuẩn bị mùa đông nha các bạn. Thì mời các bạn theo chân Quỳnh Mai để xem Quỳnh Mai làm như thế nào nha. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Đây là khu vực mà mình trồng cây ăn trái thêm nha. Mình có khu vực bên kia để trồng 10+ cây sung Mỹ, và mình lập thêm một cái vườn ở sau này nữa các bạn. Thì cái khu này lúc trước mình phân ra làm 4 ô để trồng rau, nhưng mà khi trồng rau nó không được tốt, tại vì nó ở dưới bóng cây cổ thụ các bạn, nên mình mới
đổi chiến thuật trồng cây ăn trái. Đây là mình trồng ở chỗ này thêm hai cây sung Mỹ nha, và bên kia là cây plum. Rồi kế bên ở trên này thì mình trồng cái cây gọi là cây mãng cầu Mỹ, phao phao nha các bạn. Thì đây là cây mãng cầu Mỹ, cái lá của nó cũng giống, rất giống lá mãng cầu, nhưng mà nó có trái hơi dài và không có mắt nha. Nó thuộc loại trơn, cái da nó trơn. Khi mà nó chín sẽ ra ăn thì có mùi đu đủ với lại mùi chuối đó. Và cũng có hạt giống như là hạt mãng cầu các bạn. Thì ở đây mình trồng một cây, rồi cách ba thước mình trồng một cây cây hồng các bạn, cây hồng giòn đó. Thì bây giờ sắp tới mùa đông rồi, là cuối tháng 9 đầu tháng 10 các bạn, thì mình sẽ đi đi đắp vô gốc nó, dùng đất đắp vô gốc nó với lại rải phân tan chậm, loại phân mà 3 tháng rải một lần để giúp cho cây tươi tốt, năm sau tươi tốt nha các bạn. Thì mình đã chuẩn bị xong ở đây. Mỗi cái gốc cây là một bao garden soil 1,5 cubic. Mình mới mua với giá $2 một bao đó. Thì mình sẽ đắp vào gốc nó, cho cái gốc nó cao lên. Ở trong cái bao phân này có người ta trộn chung với vỏ cây, nên mình đắp cái phân này lên thì giữ cái gốc nó ấm áp các bạn. Ở đây là cây phao phao của mình. Rồi ở gốc cây sung thì mình cũng có để sẵn một bao garden soil. Ngoài ra mình có lấy bao potting mix của hãng Esper để phụ thêm cho nó tươi tốt nha các bạn. Đây là cái phân potting mix. Cái phân này thì chuyên dùng cho cây trồng trong chậu, nhưng mà mình thấy nó tốt quá mình cũng rải luôn vào trong cái những cái gốc cây như cây sung với cây mãng cầu mà Mỹ, rồi cây hồng luôn các bạn. Tại vì mình mua được với giá rẻ đó, nên mình cho tụi nó phân bao này luôn các bạn. Mà trước khi mình rải cái phân bao garden soil này vào trong gốc thì mình sẽ cho nó phân tan chậm. Đây là cái thùng phân tan chậm mà hôm trước mình cũng có mua được Liren đó. Thì chỉ có $6, ở ngoài bán tới $15 các bạn. Đó, thì mình sẽ cho phân tan chậm này chung quanh gốc của nó 3 tháng thì rải một lần. Phân tan chậm này giúp cho rễ nó tốt nha các bạn. Đó, 3 tháng một lần người ta có đầy nè. Thì bây giờ là kể như là đầu tháng 10 đi, thì tới tháng giêng mình bón một lần nữa nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rải chung quanh gốc của cái cây sung Mỹ. Mà mình phải rải chung quanh gốc nó, nhưng mà mình nhìn ngược lên coi cái tàn tới đâu thì mình sẽ rải dài ra tới đó các bạn. Đó, như mình nhìn ngược lên như thế này, cái tàn nó ra, mình thấy cái tàn nó ra tới chỗ này lận các bạn. Đó, ra tới chỗ này. Mà cái gốc thì chỗ này thì cái tàn ra cỡ 2,5 tấc. Đó, thì mình sẽ rải phân từ 2,5 tấc chung quanh đó các bạn, theo cái đường kính của cái tàn cây. Thì cái rễ, người ta nói rằng cái rễ đó
nó cũng ăn ra tới phía ngoài này nên mới là rải phân các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rải phân trước rồi mình sẽ đắp gốc sau nha. Phân tan chậm này mình rải nó không có sao hết các bạn. Khi mà trời mưa hoặc mình tưới nước á, cái phân nó tan ra nó giúp cho cái cây mình tươi tốt, thấm vào rễ nó sẽ hút cái chất bổ lên trên cây để nuôi cây. Nó không có làm cho cây chết nha các bạn, mà nó làm cho cái rễ tươi tốt thêm. Rồi mình rải như thế này thì năm sau cái cây sung của mình mới có trái nhiều nha các bạn. Nếu mình không chăm sóc thì năm sau cây sung mình nó đầu mùa xuân nó sẽ xấu nha. Tại vì mình không có bón phân cho nó thì dĩ nhiên nó xấu rồi các bạn. Mình hôm nay vừa bón phân đất mà vừa bón phân tan chậm cho nó nha các bạn. Các bạn đừng có sợ, cái phân này đúng là phân hóa học, nhưng mà thời gian đó nó 3 tháng rồi tới mùa xuân á, mình bón hồi tháng giêng, mùa xuân là tháng 3, cứ 3 tháng bón một lần. Nhưng mà những cái chất này nó tan ra rồi cây hút dinh dưỡng lên, nuôi cây tới chừng nó thành trái thì cái chất độc hại của hóa học là nó không còn nữa các bạn. Mà người ta có chỉ dẫn mình là bón bao nhiêu đó, bón bao nhiêu, chứ không phải là mình cứ nói nó tốt mà mình rải nhiều các bạn đó. Thì cái phân này người ta nói là có phân trùng ở trong đó các bạn. Đây có phân trùng earthworm casting feeder meal bone meal đó, có ba chất đó. Ngoài những cái chất trên ra thì có ba chất phân organic. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rải nha. Mình sẽ rắc chung quanh gốc của nó nè các bạn. Đó, ra tới ngoài chỗ cái tàn nó phủ thì nó sẽ tác dụng vô trong rễ. Mình rắc đều các bạn. Đây, từ gốc ra tới phía ngoài, cỡ phía ngoài 3 tấc, đường kính của nó, theo đường kính của nó là bên đây 3 tấc, bên đây 3 tấc là 6 tấc nha các bạn. Đường kính 6 tấc đó. Mình rắc đều như vậy là cái phân tan chậm, rồi mình mới khui bịch ra đền sôi vô mình đổ lên. Mình đã đổ ra đền sôi vô vào trong cái gốc cây sung Mỹ rồi các bạn. Nó đã phủ lên trên cái phân tan chậm rồi, mình không còn thấy phân tan chậm nữa. Phủ lên như vậy trời mưa thì không có bị trôi nha các bạn. Thì trời mưa xuống thì chất bổ ở trong cái garden soil cũng giúp cho cây, rồi phân tan chậm cũng giúp cho cây, nên cây năm sau rất là tốt, cho trái nhiều nha các bạn. Mình bảo đảm với các bạn, làm theo cách Quỳnh Mai thì cây các bạn sẽ mau lớn và cho trái nhiều vào năm sau nha. Bây giờ mình tiếp tục đổ cái bao phân potting mix vào trong cái gốc này thêm nửa bao nữa nha các bạn, nửa bao potting mix. Mình đã đổ nửa bao potting mix của hãng Esper vào trong cái gốc cây sung luôn rồi nè các bạn. Thì bảo đảm với các bạn là cây sung của mình năm sau sẽ tốt cực kỳ luôn nha. Vậy thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình mới mua thêm
10 bao protein meat bao màu vàng này của hãng Esper với giá $3 một bao ở Walmart. Rồi mình chia sẻ với các bạn là đầu mùa đầu tháng 10, sắp sửa đầu tháng 10, mình đi ra chăm sóc cây ở trong vườn, đắp đất cho nó, đắp phân cho nó, xong rồi rải phân tan chậm, tức là mình cho nó ra đền soi ô với lại potting mix với lại phân tan chậm để năm sau nó tươi tốt, nó cho mình nhiều trái nha các bạn. Thì tất cả các cây ở trong vườn Quỳnh Mai đều làm như vậy vào trong lúc này, gần cuối năm rồi các bạn, sắp tới mùa đông thì mình làm như vậy cho nó ấm gốc, không bị chết và phát triển tươi tốt vào năm sau nha. Đây là cây sung Mỹ của mình, mình mới trồng hồi đầu năm mà bây giờ nó rất là cao như thế này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bón phân cho cây phao phao và cây hồng. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn video kỳ sau.